Xin chào các cô bác, anh chị cùng các bạn. Hôm nay chúng tôi sẽ đưa các bạn về thăm một miền quê thanh bình, yên ả và ấm áp, uốn mình bên dải sông Đa Độ. Đó chính là làng Cẩm Hoàn quê tôi. Làng Cẩm Hoàn thuộc xã Thanh Sơn, huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng. Phía Bắc giáp thị trấn Núi Đối, phía Nam giáp xã Ngũ Đoan, phía Tây giáp thôn Cẩm La, có diện tích đất tự nhiên là 165,4 hecta, trong đó diện tích đất canh tác là 84,96 hecta, với dân số là 734 hộ, bằng 2.470 nhân khẩu, chi bộ với 70 đảng viên, có 200 hội viên phụ nữ gồm 4 xóm, có hơn 200 số người cao tuổi, hội cựu chiến binh với 78 hội viên. Nghề chính của làng là nghề trồng lúa. Làng Cẩm Hoàn vốn là một làng cổ, được hình thành từ rất sớm. 4 dòng họ đến từ thuở sơ khai là họ Ngô, họ Lưu, họ Đỗ, họ Nguyễn. Đó là 4 thủy tổ của làng đã về đây chung lưng đấu cật, đắp đê, lấn biển, khai phá đất hoang đầy sú vẹt, thành cánh đồng màu mỡ ngày nay như khu đồng sông, đồng mới, cống vũ, cửa đình, vân vân. Quá trình hình thành và phát triển của làng gắn liền với truyền thống lịch sử văn hóa hào hùng của dân tộc. Ngày 10 tháng 1 năm 1288, tướng dân Vũ Hải và Phạm Ngũ Lão thuộc triều nhà Trần đã về thôn Hương Đường Trang, thôn Cẩm Hoàn ngày nay, tuyển thêm binh lính, lương thực để chống giặc Nguyên Mông. Khi thuyền ông vừa cập vào bờ đã được bà Xét giúp đỡ, cung cấp lương thực, hướng dẫn địa hình, vận động dân làng tham gia đánh giặc, góp phần không nhỏ vào thành công của trận thủy chiến oanh liệt tại cửa sông Đại Bàng, cửa sông Văn Úc ngày nay. Để tưởng nhớ đến công ơn của các bậc tiền tài có công lập làng, giữ đất, dân làng Cẩm Hoàn đã xây đình, chùa và lập miếu thờ những vị tướng tài của quê hương, đất nước. Năm Đinh Tỵ, Hoàng Triều Tự Đức cho làng tạc bia ghi ơn đức các tướng tài, làm thành 4 cột đá xây ngôi chùa nhỏ bên sông gọi là chùa Bà Xét. Năm 1901, năm Thành Thái thứ 13, làng xây dựng thêm một ngôi chùa với kiến trúc đẹp. Giữa làng có một ngôi đình khang trang to đẹp, thờ thành hoàng làng. Theo thần phả sắc phong năm 1938, còn lưu trữ ở Viện Bảo tàng Hà Nội, số 6895, Q4-18X56. Sắc thờ nhân thần Phạm Quốc Công, thiên thần Đông Tổ Kiến. Những năm kháng chiến, đình làng Cẩm Hoàn là nơi nuôi giấu cán bộ cách mạng và là trường đảng của huyện Kiến Thụy từ năm 1973 đến năm 1975. Theo sử sách năm 1285, bộ tướng của Trần Hưng Đạo là Phạm Ngũ Lão về đây lập trận thủy chiến chống quân Nguyên Mông. Sau khi ông mất, dân làng xin sắc phong và lập miếu thờ vị anh hùng dân tộc. Hàng năm, làng lấy ngày 10 tháng riêng để tổ chức lễ hội truyền thống nhằm nhớ công đức tổ tiên và phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần của địa phương. Cuộc sống của người dân Cẩm Hoàn dưới chế độ phong kiến phải sống trong cảnh lầm than đói nghèo. Người Cẩm Hoàn phải đi khắp nơi để làm ăn, kiếm kế sinh nhai. Nhưng dù ở đâu cũng đoàn kết, đồng cam, cộng khổ, cần cù lao động và cùng vươn lên. Từ ngày có Đảng, có Bác Hồ, có chính quyền cách mạng, người dân Cẩm Hoàn một lòng theo Đảng. Tháng 3 năm 1945, chính quyền cách mạng đã lãnh đạo toàn dân đứng lên thu con dấu của Lý Trưởng,
không nộp thuế cho Nhật, xóa bỏ thời kỳ áp bức bóc lột. Tháng 3 năm 1945, thôn Cẩm Hoàn thành lập tiểu đội tự vệ hùng mạnh tham gia phá kho thóc của địa chủ ở Đoàn Xá. Ngày 4 tháng 8 năm 1945, Nhật vào khủng bố Kim Sơn. Tiểu đội tự vệ Cẩm Hoàn đã phối hợp với nhân dân Kim Sơn chống Nhật. Tháng 1 năm 1949, Cẩm Hoàn thành lập đội thiếu niên cứu quốc, hoạt động rất mạnh. Ngày đi canh gác, tối đi mò đạn nộp về cho tự vệ. Trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào cách mạng phát triển lớn mạnh. Nhiều gia đình có hầm bí mật an toàn chứa cán bộ Việt Minh của huyện, của tỉnh, của trung ương về hoạt động gây cơ sở cách mạng. Nhiều người con Cẩm Hoàn là những cán bộ của phong trào cách mạng, là những đảng viên trung kiên, dũng cảm, gan dạ hoạt động trong vùng địch hậu. Phải nói rằng, những năm kháng chiến chống Pháp, Cẩm Hoàn là cái nôi của cơ sở cách mạng. Người dân Cẩm Hoàn sẵn sàng chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, chấp nhận hy sinh mất mát, góp phần không nhỏ vào công cuộc kháng chiến chống Pháp. Với tinh thần cách mạng tiến công vì miền Nam thống nhất, làng Cẩm Hoàn thực hiện thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người. Lớp cha đi trước, lớp con đi sau, nối tiếp lên đường bảo vệ tổ quốc. Làng Cẩm Hoàn đã tiễn đưa 183 người con yêu quý của mình lên đường tòng quân bảo vệ tổ quốc. Trong đó, 53 người con của làng đã ngã xuống các chiến trường được công nhận là liệt sĩ. 10 người con của Cẩm Hoàn là thương binh, bệnh binh. 14 gia đình được công nhận là gia đình có công với nước. 2 bà mẹ Việt Nam anh hùng, 1 cán bộ tiền khởi nghĩa. 101 cá nhân được thưởng huân chương, huy chương các loại. 7 người được thưởng huân huy chương kháng chiến hạng nhất. Phải khẳng định rằng Cẩm Hoàn là làng có bề dày lịch sử, văn hóa. Người dân Cẩm Hoàn cần cù lao động, yêu quê hương, yêu đất nước. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhất là thời kỳ đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo nhân dân Cẩm Hoàn luôn đi đầu trong mọi phong trào, chấp hành nghiêm chỉnh mọi chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước. Nhờ có Đảng, dân làng Cẩm Hoàn đã có cơm no, áo ấm, đường làng, ngõ xóm được mở rộng, khang trang sạch đẹp. 95% số hộ gia đình ngói hóa, 70% gia đình có phương tiện nghe nhìn, 100% số hộ dân được sử dụng điện lưới để sinh hoạt và sản xuất. Có rất nhiều người có những phương tiện xe máy, rồi máy tuốt lúa, máy cày. Hàng chục người tốt nghiệp đại học và có hàng mấy chục người có trình độ trung cấp, hàng trăm người có trình độ trung học phổ thông, với một số giám đốc và một số trung tá quân đội. Để kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa lịch sử từ ngàn xưa để lại, đề cao đạo lý dân tộc, sống ở làng, sang ở nước, với phương châm nước có quốc pháp, làng có hương ước, nhà có gia quy. Từ nay về sau, nhân dân Cẩm Hoàn đoàn kết nhất trí xây dựng lên quy ước, gọi là hương ước, để mọi người, mọi nhà cùng tự nguyện thực hiện, nhằm xóa bỏ đi những thói hư tật xấu, hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. Vâng, nếu có dịp xin mời các cô bác anh chị, các bạn hãy một lần ghé thăm làng Cẩm Hoàn để thấy được sự khởi sắc của làng trong những năm qua bởi những cố gắng cùng nhau đoàn kết một lòng xây dựng làng của cán bộ và bà con Cẩm Hoàn
Vâng, một lần nữa, xin chân thành cảm ơn các cô, bác, anh chị, cảm ơn các bạn